Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 01 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã và các cơ quan đơn vị thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch các sở ngành quận huyện phường xã và các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp tết đảm bảo mọi nhà mọi người được vui xuân đón tết các sở ngành quận huyện phường xã và các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ tết của nhà nước không tổ chức đi thăm chúc tết các địa phương đơn vị nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên không sử dụng tiền phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp tết các đơn vị sản xuất kinh doanh có kế hoạch đa quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đa quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021.